khoảng hơn 10 củ thì anh em sẽ sở hữu được một combo làm điện lạnh tốt nhất của Daewoo và bao. Mày đừng có bốc những máy gì thì anh em sẽ cùng em tham khảo nha. Đầu tiên là một con rút lõi DCD99 kèm với lại pin Flexvolt 6A. Thứ hai là một con máy bắt vít mã là DCF850. Và thứ ba là một con bê tông ba chức năng DCH273. Về bê tông thì có một sự lựa chọn tốt nữa cho các bác, đấy là con DCH263. Nó sẽ có một cái lực khỏe hơn con 273 này khá nhiều. Tuy nhiên thì khi thao tác làm việc leo trèo trên cao thì con 273 này nó sẽ ngắn gọn và vuông, thì các bác có thể thao tác khoan một tay dễ dàng hơn là con 263. Và về mức giá của combo ngày hôm nay, tổng sẽ là 14 triệu, 3 máy, 3 pin và một đốc sạc nhanh nữa. Em sẽ tặng cho các bác một cái túi của Daewoo để các bác mang đi công trình nhé. Và ngoài ra các bác cần giới thiệu về những combo điện lạnh của hãng nào nữa thì các bác cứ comment phía dưới để em sẽ giới thiệu và làm combo đấy cho các bác tham khảo nhé.